đến gần Chúa Giêsu để thử người, họ nói: người ta có được phép dạy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và lại phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Thank you.
chị em vừa nghe trong bài đọc một hôm nay. Trong bài đọc một sách Sáng Thế đã nói với chúng ta rằng vì lẽ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một xương một thịt. Và nghe có vẻ như là xa lạ nhưng thực ra không hề xa lạ chút nào đối với văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cũng có một cách gọi rất tuyệt vời để diễn tả điều này. Không biết ở đây các bà lấy nhau rồi thì bà nhau rồi thì con nghe nói rằng người ta cứ gọi nhau là người ngơ, có người thì gọi là nhà cô ơ, rất là đầy đủ, đó là cả hai trở nên bổ sung. Kính thưa cổ đời, giữa muôn thăng trầm của cuộc sống, cuộc đời thì không phải lúc nào cũng chỉ toàn hòa hợp. Đời sống gia đình không phải lúc nào cũng chỉ toàn hâm niềm vui. Tình yêu thì không phải lúc nào cũng lãng mạn, nồng nhiệt như thuở ban đầu. Bởi vì đó là cuộc sống, cuộc sống phải như thế, có bước thang của trời. Thế nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các vợ chồng được mời gọi luôn luôn và phải sống chung thủy với giao ước hôn nhân, cùng nhau bước bên nhau trọn cuộc đời. Bởi vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân mình. Vì thế lát nữa đây cộng đoàn chúng ta sẽ nghe hai bạn đứng trên cái thánh này nói lời cam kết với nhau rất ý nghĩa. Người vợ người chồng cam kết hứa chung thủy với nhau không chỉ trong lúc thịnh vượng ăn vui nhưng còn cả trong những lúc đau yếu khó khăn nữa. Thiết lập một giao ước hôn nhân, hai bạn cùng ký kết để xây dựng một gia đình mới, trong đó mỗi người, người vợ người chồng đóng một vai trò, một trách nhiệm phải gánh vác, phải đảm trọng. Như các cụ người ta vẫn nói, đàn ông thì dựng nhà, còn đàn bà xây tổ ấm. Xây dựng được một ngôi nhà bằng gạch, bằng đá kiên cố 25 tầng, đó là một việc không dễ dàng chút nào. Thế nhưng việc xây dựng ngôi nhà của mình để trở thành một mái ấm là việc càng khó khăn hơn nữa, đòi hỏi sự yêu thương, sự cộng tác, chia sẻ cảm thông và chấp nhận cả những yếu đuối thiếu sót của nhau nữa. Vì thế Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nói với chúng ta rất tuyệt vời. Ngài có những lời khuyên rất hữu ích không chỉ cho những người sống trong một gia đình mà còn cả cho đời sống cộng đoàn nói chung nữa. Ngài nói như thế này: anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, và trên hết những điều ấy, anh em phải có đức yêu thương, đó là mối dây liên kết hoàn thiện. Hôm nay trong ngày cử hành bí thư phong phối cho anh Du Xe Trần Văn Đại và chị Maria Trần Thị Thủy Ngân, chúng ta cử hành thế lễ này trong một bầu khí thật tuyệt vời. Nhưng mà anh chị em thấy hôm nay có chút gió của những ngày đưa xuất và có chút nắng của những ngày đầu hè, rất dễ chịu, rất mát mẻ, rất đẹp. Đồng thời chương trình này phục vụ xã hội cũng đang cử hành bổ nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, vì thế là nhà thờ được trang hoàng bằng đèn hoa sắc đặc biệt rất là rực rỡ. Sáng nay ông trường chỉ sử dụng lời cảm hóa xuống một buổi sáng cắm bảng mèo dấu là kỳ thơ rất đẹp. Thật là thiên thờ địa lờ liên hoàn, nhưng điều ấy thật là lý tưởng cho một đám cưới. Ngày lễ phục sinh là ngày lễ của niềm vui mừng, niềm hân hoan, bởi vì chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu luôn luôn yêu thương chúng ta và hiện diện với chúng ta trong mọi cảnh buồn của cuộc đời. Vì thế Ngài mời gọi chúng ta đừng sợ khi phải đối diện với những khó khăn trong đời sống gia đình.